Mến chào quý cô, chú, chị và các bạn đang xem clip của Pháp Thái TV. Hôm nay mình quay trở lại xã Tân Dương, huyện Lê Dung, tỉnh Đồng Tháp. Đến nhà vườn quen thuộc quý cô chú ơi, nhà vườn của anh Cường ở Hòa Thành, Lê Dung. Trước mắt quý cô chú là ba gốc, ba chậu trang đỏ, lá nhỏ. Cái phơm tàn rất là đẹp và đặc biệt đang lên hoa rực rỡ ha. Quý cô chú nào yêu thích thì ba cây này bán kính trong vòng 200 km là anh giao tận nhà cho quý cô chú luôn nha. Thân rất là già, đây đế nè. Thì anh đang thừng cái bồn. Và ví dụ quý cô chú nào có thiện chí thì cứ liên hệ cho anh Cường ha. Đây, cái này thì cái phơm tàn quá đẹp. Trong vườn còn có cái lô vàng lá sắn nha quý cô chú. Đó, cái này là có nhiều anh em kêu là pháp lá nhỏ đó, pháp lá sắn nữa. Thì mình sẽ vào gặp anh Cường chi tiết những cái mặt hoa bữa nay trong vườn ha. Rồi, chào anh Cường ơi. Dạ, mến chào Pháp. Mến chào cô chú đang xem kênh Pháp Thái TV ha. Thì em tên Cường ở Hòa Thành, Lai Dung. Số điện thoại của em là 0399 38 32 85. Đó cũng là số Zalo của em nha cô chú anh chị. Thì trong thời gian qua thì rất mong của cô chú anh chị cũng ủng hộ shop anh em ha. Thì em biết nói gì hơn cũng chân thành xin cảm ơn cô chú anh chị đã nhiệt tình ủng hộ. Thì lời nói đầu tiên cũng ngày mới xin chúc cô chú được dồi dào sức khỏe ha. Thì hôm nay em có gửi mail về một số loại lá nhỏ với lá chung nha cô chú anh chị, đỏ vàng với tím sen. Và lá chung thì cũng có nhiều loại mặt hoa rất khách hàng đang ưa chuộng nha. Có hồng phấn lá chung với nhau cô chú anh chị, vàng thường đậu xanh bông đậm. Thì mong cô chú anh chị cũng thương tình ủng hộ em clip này ha. Thì rồi, không thể mất thời gian cô chú anh chị chờ đợi lâu, em sẽ đo vô và đo cây chi tiết từng cây thông số cho cô chú anh chị mình tham khảo giá giùm luôn ha. Đầu tiên là cây hoa nó như thế này, và đặc biệt cái dòng này là dòng Pháp nha quý cô chú. Đây cái lá nó nè, đây lá nó lá Pháp mà cái cánh hoa thì nó khác cái thằng Pháp của mình nha. Cái cánh hoa này nó, cái chân hoa nó vậy nè. Dòng này nó, anh quý cô chú mình cũng đi quay thường, mình quý cô chú thì cũng thường kêu bằng Pháp lá ổi. Và đặc biệt cái cây này có cái phơm tàn rất là đẹp, thì mình chia sẻ chi tiết sau. Say anh, em có cây duy nhất nha cô chú anh chị. Nói chung là phơm tàn rất đẹp nha, rất ấm nha. Cái dòng này là nó rất là hiếm luôn, nó ít xuất hiện lắm, tại vì nó cũng dòng mới đang lên búp bao lên hoa cực rỡ chân. Đây hoa nó cái cuốn nó vậy nè. Rồi thông số của cây Pháp lõi luôn anh ơi. Cây một cốt rất là năng nha, một cốt rất là sạch nha cô chú anh chị. Rồi cây này chiều cao 1m3 nha cô chú anh chị. Rồi tán ngang luôn anh ơi. Rồi tán ngang 1m1 nha. Chia cành rất là khéo nha quý cô chú. Tứ diện bốn tắc nha cô chú anh chị. Đây đây anh xây cái tứ diện giữ cái độc chủ lên luôn nha quý cô chú. Đó, độc chủ luôn nha cô chú. Đây hoành thân rất là sạch luôn. Rồi mình cho cái hoành luôn anh ơi. Cây này chưa khui đế nha. Rồi hoành thân ra 7 nha cô chú anh chị. Rồi cho giá mã số luôn đây. Mã số 1. Rồi mã số 1 em giao luôn cô chú anh chị là 1 triệu 2 nha. 1.200.000. Rồi một cái cây rất là ok nha quý cô chú. Sống bao ship cho cô chú anh chị nha. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo. Mã số 2 cũng là cây hồng phấn lá chung nha cô chú anh chị. Dòng này siêu hoa luôn nha. Dòng này siêu hoa nha cô chú. Đây một cốt tàn rất là đẹp nha. Đây. Bông hoa nè. Hoa lên rất là tươi. Rồi. Tàn này rất tròn nha cô chú anh chị. Thông số luôn đây. Tàn tròn như trái banh, này là tự nhiên rồi. Tàn tán tự nhiên. Rồi chiều cao 85 nha. Rồi tán ngang luôn. Tán ngang 100 nha cô chú anh chị. Mét phơm tàn rất là đều. Phơm tàn rất là dày dặn đều nha. Đặc biệt cây một cốt sạch. Đế chưa khui rễ luôn ha. Rồi hoành thân đây 11 nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này em chưa khui đế luôn nha. Rồi hoành thân đang tắt 7 nha. Đây cái bóng tàn nó như thế này nè, xây xây nhẹ vòng á. Đó, bóng tàn rất là dày đặc nha cô chú anh chị. Rồi giá mã số 2 luôn anh ơi. Rồi mã số 2 em giao luôn cô chú anh chị là 800 ngàn luôn nha. 800 ngàn bao phí ship nha bà con. Bao phí ship đóng thùng cho cô chú anh chị về nhà chơi tới nhà luôn nha. Rồi mã số 3 cũng là cây hồng phấn lá chung nha cô chú anh chị. Cây này có dòng cái tàn nha. Tàn thì giót thông ha. Tàn này giót thông. Đó. Đây cái hoa nè. Hồng phấn siêu bông. Cái độc chủ nằm đây nha quý vị.
Rồi, chiều cao luôn. Chiều cao 1m2 nha cô chú chị. Tán ngang qua 90 nha. Tán ngang 90. Thoát thân tác 7 giống cây nãy nha cô chú anh chị. Hoành thân này 9 nha. Rồi, đế chưa khui luôn. Đế chưa khui nha cô chú anh chị. Rồi, giá mã số 3 luôn đây. Rồi, mã số 3 em giao luôn cô chú anh chị là 800 ngàn luôn nha. 800 ngàn, bao phí ship toàn quốc luôn. Tiếp theo, mã số tiếp theo. Mã tiếp theo là cây vàng lá nhỏ cho cô chú anh chị. Tàn không, tàn rất là mịn. Loại này là size này size lớn nha quý cô chú. Cũng Tết Nguyên Đán gần tới rồi thì mình nhằm cái phục vụ cái nhu cầu yêu hoa kiển quý vị xem tham khảo ha. Ở vườn anh Cường về rất là nhiều loại. Rồi mình cho cái chiều cao thông số luôn. Rồi cái này chiều cao 1m3 nha quý chú anh chị, tán ngang 1m nha. Đó, cây này xương chi cành rất là đều ha, và đặc biệt lên hoa rực rỡ. Vành này ở cây này có củ đế nha cô chú anh chị. Rồi, cây này cái đế giữ thần á. Nguyên một cái nồi đế luôn. Nguyên một nồi đế chà bá luôn. Rồi mình cho cái hoành thân luôn. Ngay vị trí này. Rồi ngay vị trí này 15 nha cô chú anh chị. 15. Nó chạc đậm đôi chân cái này nha. Còn vành cũ nó làm bóp tay vô không giáp, nó không giáp nha cô chú anh chị. Rồi này thoát thân khoảng 5 cm lên đây. Thoát thân 5 cm đi. Trừ heo luôn. Rồi giá mã số luôn rồi đây, mã số 4. Rồi mã số 4 em giao luôn cô chú anh chị là 700 ngàn luôn nha. 700 ngàn cho một cây vàng tàn thâm. Vàng tàn thâm luôn. Tàn rất là mịn. Tiếp theo, mã số 5. Tàn rất khủng nha cô chú anh chị. Đặc biệt cái phơm tàn búp hòa lên rất là sai. Rồi mã số 5 cũng là cây trang vàng tàn thâm luôn nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn anh đây. Đây. Bông hoa lên vậy nè, giót đọt. Rồi mã số 5 chiều cao 1m3 nha, tán ngang 1m nha cô chú anh chị. Cây này có cái đế cái thằng hơi lắc lư lắc tí. Rồi hoành thân đây 15 nha cô chú anh chị. 15. Rồi, cái này cái nồi đế cũng nở luôn ha. Nồi đế cua luôn. Thốt thân tắt nha cô chú anh chị. Cây lực. Rồi, giá luôn đây. Rồi, mã số 5 em giao luôn cô chú anh chị là 700 ngàn luôn nha. Rồi, đỡ cây luôn. Cây này phí ship cao nha quý vị. Tại lô này lô lớn, size lớn. Này xe lớn phí ship hơi cao nha cô chú anh chị. Lên tiếp theo, mã số 6. Mã số 6 cũng là cây trang vàng tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Đặc biệt cái lô này chủ vườn nuôi và con theo rất là kỹ, con rất là mịn hết tàn ha. Mình thọc tay vô không lọt luôn. Rồi, thông số luôn đây. Rồi, mã số 6 chiều cao 1m2 nha, tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Giót đọt lên trên nha quý vị. Đó có đọt chủ luôn. Rồi hoành thân đây 13 nha cô chú anh chị. Đế chạc đế nhiều lắm nha. 13, ngay vị trí đó ha. Ngay vị trí này nè. Rồi này thoát thân khoảng 5 cm đi. Củ đế này chưa khui nha quý vị, về khui thêm ha. Cây này già lâu năm rồi nha, cây này già nha cô chú anh chị. Rồi, giá luôn đây. Rồi, mã số 6 em giao luôn cô chú anh chị là 600 ngàn luôn nha. Rồi, đỡ cây luôn. Tiếp theo, mã số 7. Tàn thâm. Ê. Rồi mã số 7 cũng là cây trang vàng tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Quý vị thấy cái tàn nó chị chỉnh sửa lại giùm em ha. Cái tàn lên này nó cái tàn đặc biệt nó đặc và mình lên cái bầu là nó nghiêng nó lật liền. Đó. Rồi cái thông số luôn đây. Rồi cái này chiều cao 1m25 nha, tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Cây cái lô này thì rất là sung, lá xanh, búp lên rất là sai luôn. Rồi hoành thân 13 rưỡi tính 13 nha cô chú anh chị. Thân này nó hơi cỡ 5 cm nha. Hơi nghiêng qua một tí ha, về mình trồng chỉnh sửa lại. Về chỉnh sửa lại. Này, cái rễ nó chạc ra tới đây là bà con thấy cái đế này là mình khui ra là dữ lắm luôn. Cái này già nha cô chú anh chị. Nổi đi gần hết trơn rồi nha. Rồi, giá luôn đây. Rồi, mã số 7 em giao luôn cô chú anh chị là 650.000 luôn nha. 650.000. Rồi, xuống cây luôn. Lên tiếp theo. Mã số 8. Rồi, mã số 8 cũng là cây vàng tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Tàn thông. Rực rỡ luôn nha. Đang lên đây, đây. Qua, đang lên bút nhiều lắm nha cô chú anh chị. Quá dữ luôn rồi. Rồi thông số luôn đây. Rồi chiều cao 1m2, tán ngang 1m nha cô chú anh chị. Bông hoa búp rực rỡ. Làm thân đây 12 nha cô chú anh chị. Rồi, sai. Đấy nở chặt cũ nha.
Phủ dưới này là bự nhau của chú anh chị. Đây thoát thân 3-4 cm nè. 3-4 cm. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 8 em giao luôn cô chú anh chị là 700 ngàn luôn nha. 700 ngàn mã số 8. Rồi đổi cây luôn. Lên tiếp theo mã số 9. Vẫn là cây trang vàng tàn thông. Noel tới rồi. Đúng là cây trang vàng tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Cây này về là nở tới Noel luôn nha quý vị. Nè. Búp hoa. Rồi thông số luôn đây. Rồi cái này chiều cao 1m2 nha, tán ngang 90 nha cô chú đây, anh chị. Đây đây, cái form bên này búp nó lên nè. Về là nó nở Noel luôn ha, mình trang trí thêm cái đèn chớp. Rồi hoành thân đây 13 nha cô chú anh chị. Hoành thân 13 xích thước, cái cũ nó chạc cái tới đây nè. Tới đây nè. Ra cả 3-4 cm mà nó chạc cái tới đây nè. Về này mà con khui là nó nở ra. Rồi thoát thân cỡ 5 cm nha cô chú anh chị. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 9 em giao luôn cô chú anh chị là 650 ngàn luôn nha. 650 ngàn luôn. Rồi xuống cây, lên tiếp mã số 10. Cây này mình chốt một cặp về mình để trước cửa nhà, cái tên Noel nó nở ra rực rỡ ha. À. Rồi mã số 10 cũng là cây trang vàng tàn thông luôn nha cô chú anh chị. À, tàn thông. Rồi. Rồi cái này chiều cao 1m2 nha, tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Đây cái phòng tàn hoa vậy nè. Rồi hoành thân đây 12 nha cô chú anh chị. Hoành thân 12. Đây, vị trí này nha, đây này cũng có đế nha, chặt đế ra tới lúc ngoài này nha cô chú anh chị. Dạ. Này thất thân thân nhiêu anh? Thân 1 tấc. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 10 em giao luôn cô chú anh chị là 650 ngàn luôn nha. 650 ngàn. Rồi xuống cây luôn. Lên tiếp theo. Rồi tiếp theo cũng là cây trang vàng tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Mã số 11. Mã số 11. Đặc biệt cái form tàn nó rất là mịn nha bà con. À, nó không có trống luôn, không có hở luôn nè. Chen tay vô không lọt luôn. Hoa nó nè, búp lên rất là sai ha. Rồi, rồi số luôn. Số 11 này chiều cao 1m2, tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Rồi xíu thước cho này là 11 nha cô chú anh chị. Này thoát thân khoảng 5 cm đi. 5 cm nè, thoát thân 5 cm. Đây cái đế nó còn sâu chứ chưa khui nữa nha. Để nguyên về cho bà con ha, cho cây nó khỏe nha. Rồi, giá luôn đây. Rồi, mã số 11 em giao luôn cô chú anh chị là 650 ngàn luôn nha. Rồi, xuống cây luôn. Lên tiếp theo. Rồi lên tiếp theo cũng là cây trang đỏ luôn nha cô chú anh chị. Trang đỏ lá nhỏ, tàn thông. Tàn cái phơm tàn mịn ha. Hoa nó xỏ ra coi nè. Ừ, lô này búp lên rất là sai nha. Búp lên nhiều lắm nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn đây. Rồi mã số 12 chiều cao 1m nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Đây này cái bầu thôi ra trên này luôn đi. 11 rưỡi anh tính 11 luôn nha cô chú anh chị. Cây này anh chưa cắt bằng keo nữa nè. Nè cái đế nó chạc ra tới đây cứ ngắt luôn. Này thất thân khoảng 5 cm đi. Cây này già cây rồi. Rồi giá rồi, luôn đây. Mã số 12 em giao luôn cô chú anh chị là 600 ngàn luôn nha. 600 ngàn. Bao phí ship tận nhà cho bà con luôn. Lên tiếp theo. Mã rồi, số 10. Cũng là, mã 13 cũng là cây trang đỏ luôn nha cô chú anh chị. Rực rỡ hoa luôn. Tàn thông. Tàn thông lỡ nha quý vị. Cây này là rực rỡ hoa nè. Đây. Trời ơi, mã số 13 chiều cao 90 nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Trời ơi, cũ nở. Này giống như là cắt băng keo đá gà ha. Rồi hoành thân đây 12 nha cô chú anh chị. Hoành thân 12 và cái cũ nó chạc ra nè, nè cái cọng rễ nó lực ra nè. Rồi này thoát thân khoảng 3 cm đi. Thoát thân 3 cm. Rồi giá anh ơi. Rồi mã số 13 em giao luôn cô chú anh chị là 600 ngàn luôn nha. 600 ngàn luôn. Rồi đổi cây luôn. Tiếp theo mã số 14. Rồi mã số 14 cũng là cây trang đỏ tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Cái này là tàn thông giót nha bà con. Nè cái phơm hoa dừng dừng trở lên. Này này. Nó nở rồi là nó không thấy cái lá bích cá luôn. Đó giót đọt lên nha. Nè giữ cái đọt chủ lên cái mấy cái hoa này nở là mai mốt là một chùm hoa luôn. Rồi mã số 14 chiều cao 1m2 nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây 10 rưỡi tính 10 luôn nha. Rồi đế này còn sâu ha. Đế còn sâu, ở dưới này là mười mấy thằng nha cô chú anh chị, chân chỗ này này. Này thoát thân bán tắt đi. Thoát thân một tắt. Đây 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 đây. Nè, cái mặt bên đây là mình thấy nó hở là chưa thấy cái đế cộng đế luôn. Rồi giá luôn đây.
Rồi mã số 14 em giao luôn cô chú anh chị là 550.000 luôn nha. 550.000. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 15. Tiếp theo mã số 15 cũng là cây trang đỏ luôn nha. Đỏ lá nhỏ nha cô chú anh chị. Cái tàn này rất là ấm nha cô chú anh chị. Rất đọt luôn. Tàn dày dù luôn nha. Đó, cái này để cái tờ tờ về bà con danh ngang đây vậy ha, là nó xuống nguyên một cây một luôn. Rồi thông số luôn đây. Rồi cái này mã số 15 chiều cao 1m2 nha, tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Đế này nguyên một màu nồi đế nha cô chú anh chị. Một... cái này thóc thằng sạch nha. Rồi hoành tán 12 nha cô chú anh chị. Này một tắc ha. Thóc thằng một tắc đế nha cô chú anh chị. Ủ đế nè, đế nó chảy nôm nè. Nôm gầy vậy nè. Đó. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 15 em giao luôn cô chú anh chị là 600.000 luôn nha. 600.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Tên tiếp theo mã số 16. Rồi mã số 16 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Tàn thông nha. Tàn này rất là dày, rất dày dặn nha. Ấm tàn. Ấm tàn. Cái tay chen vô là không lọt luôn nè bà con. Ấy nha. Không lọt tay luôn á. Vậy lắm vậy nha cô chú anh chị. Này là đang chuẩn bị lên cây hoa nè. Rồi thông số luôn đây. Rồi mã số 16 này chiều cao 90 nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây 13 nha cô chú anh chị. 13 xích thước. Đây cái cổng đế là nó nôm nè. Cổng đế này rất là lực nha bà con. Đế gì lắm nha cô chú anh chị. Chưa khui hết nữa đó. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 16 giao luôn cô chú anh chị là 600.000 luôn nha. Rồi đỡ cây luôn. Lên tiếp theo mã số 17. Rồi tiếp theo mã 17 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Để con keo cho đúng là cô băng keo ra quay cho có đế cho cô chú anh chị mình tham khảo kỹ giùm em ha. Phong tàn rất là mạnh nha. Nói chung lô này là trang tay chứ không lọt. Dày dặn dữ lắm nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn đây. Cây rồi có... mã số 17 chiều cao 1m1 nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Cây có cái trực thẳng ha. Thẳng đứng luôn. Rồi. Quanh thân đây 13 nha cô chú anh chị. Xuất thước là 13. Rồi cây này trả lại cái cọng đế bên này nó có nôm nè. Đây. Chạc cái cọng đế qua tới đây nè. Này về mình xịt nước mình khui ra là đế nở. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 17 này em giao luôn cô chú anh chị là 650.000 luôn nha. Rồi xuống cây luôn. 650.000. Tiếp theo mã số 18. Rồi mã số 18 cũng là cây trang đỏ tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Ồ cái tàn này quá ngọt luôn bà con ơi. Đây quay cận cảnh cho con xem ha. Tiền nào của nấy nha cô chú anh chị. Tàn ấm thì em bán theo tàn ấm. Còn nếu mà tàn nào mà nó không có được đẹp thì giá nó chỉ 300-400 thôi. Còn nếu mà tàn ấm này thì 500-600-700. Tại vì cái tàn mà nó hở mà ví dụ như nó không có mình theo không có con thường đó là nó không có tốn cái công. Còn cái này là mình phải con mình theo từ nhỏ cho tới lớn nó mới được cái tàn phơm tàn nó mịn như thế này nè. Chen tay vô không lọt luôn nè. Phơm tàn đó là mình dày dặn nha cô chú anh chị. Rồi cái thông số luôn đây. Rồi mã số 18 chiều cao 1m1 nha, tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây 14 nha cô chú anh chị. 14. Đặc biệt cái củ đế này chưa khui luôn nha bà con. Đó, này thóc thân khoảng 5-6 cm đi. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 18 em giao luôn cô chú anh chị là 700.000 luôn nha. Rồi đó cây luôn. Lên tiếp theo mã số 19. Rồi mã số 19 cũng là cái trang đỏ tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Rồi mã số 19 chiều cao 1m1 nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Rất là dày dặn nha cô chú anh chị. Màu đỏ rất là ngọt ha và đặc biệt rất là nổi luôn. Rồi. Đây cái đế. Rồi, này là cái khăn sạch nha cô chú anh chị. Như là nó già lên nu ha. Cây này già lắm rồi nha cô chú anh chị. Rồi. Rồi mã số 19 chiều cao 1m1 nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Cái hoành thân. Rồi hoành thân đây 15 nha cô chú anh chị. 15 mà cái cọng đế dưới này mà con thấy nó nở nè, nè. Đây bên đây cọng nó bỏ nó nè. Rồi giá mã số luôn anh ơi, này thoát thân tắt không anh? Thoát thân một tắc.
Rồi mã số 19 em giao luôn cô chú anh chị là 600 ngàn luôn nha. Rồi đỡ cây luôn. Tiếp theo mã số 20. Rồi mã số 20 cũng là cây trang đỏ luôn nha cô chú anh chị. Đỏ tàn thông nha. Form này rất là dày dặn. Form này đặc biệt rất là ok. Cái này là con lâu rồi nha quý vị. Này là nó lên là nói chung là chuẩn bị đón nụ Tết nè. Noel Tết luôn. Rồi thông số luôn đây. Rồi mã số 20 chiều cao 1 mét nha. Tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây 13 nha cô chú anh chị. Này thất thân trên tách. Tách 2. Đế chưa khui luôn. Tách 2 nha cô chú anh chị. Đế này chưa khui nha cô chú anh chị. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 20 em giao luôn cô chú anh chị là 650 ngàn luôn nha. Rồi xuống cây luôn. Cây rất là sung nha. Tiếp theo mã số 21. Đó là cây tàn thông. Mã số 21 cũng là cây trang đỏ tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Cái tàn rất là dày dặn nha. Rực rỡ hoa ha. Rồi. Đỏ luôn nha cô chú anh chị. Thông số luôn. Dày dặn lắm nha. Rồi mã số 21 chiều cao 1 mét nha. Tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Nè, cái form tàn cũng thư luôn nha bà con. Rồi hoành thân đây 14 nha cô chú anh chị. Cây này hoành lớn ha, lên lên nu luôn rồi. Lên nu cây này dài rồi. Chưa khui nha, đây đây cái dầm dầm cành nó đặt kìa. Để nó giạt đế này đế. Này thoát thân tắt ha. Thoát thân 1 tấc. Rồi giá luôn. Rồi mã số 21 em giao luôn cô chú anh chị là 650 ngàn luôn nha. Rồi đỡ cây luôn. Rồi em nhắc lại số điện thoại của em tên Cường ở Hòa Thành, Lai Dung. Số điện thoại của em là 0399 383285. Đó là số Zalo của em nha luôn nha cô chú anh chị. Cái cây này nửa tàn nón và nửa tàn thông nha bà con. Tàn thông lỡ. Đặc biệt cái form tàn nó rất là ok, giống như một cái nón lá vậy đó. Rất là mịn luôn, siêu mịn luôn. Rồi thông số luôn đây. Rồi mã số 22 chiều cao 1 mét nha. Tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Cái form tàn này là cái clip trước anh Cường nói là chọi cái trứng vô không lọt á, là thiệt luôn á. Cái tay mình chen vô mà không lọt luôn nè. Đặc vậy đó. Rồi hoành thân đang 14 nha cô chú anh chị. Rồi, lấy thước đi anh, xay xay xay. Nguyên cái củ đế luôn nha cô chú anh chị. Cái đế nó vậy nè. Này thoát thân khoảng 7 cm ha. Dạ, thoát thân 7 cm. Rồi giá mã số luôn đây. Rồi mã số 22 em giao luôn cô chú anh chị là 700 ngàn luôn nha. Rồi xuống cây luôn. Mã số tiếp theo. Mã số 23. Rồi tiếp theo mã số 23 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Nói chung cây này thoát thân vừa vặn và cái trồng vô cái chậu mình để cho nó cao hơn chừng vài cm đó. Xong sau này cái bắt đầu là cái bóng tàn nó thoáng lắm. Đó, dáng rất là đẹp luôn. Đây, cây này lên nụ rất là nhiều nha, đơm bông nè. Cây này nó nở một cái là rồi, thông số. Rồi, mã số 23 chiều cao 1m1 nha, tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây 13 rưỡi nha. Dạ, 13 đây, nha. Đây, cái bộ đế nó chảy nè. Đế nó chảy đều xuống đây mà. Thân tắt ha. Thốt thân 1 tấc. Xây nhẹ cái này. Đó, cái đế nó nè. Đó, cộng đế kìa. Rồi, giá luôn. Rồi, mã số 23 em giao luôn cô chú anh chị là 700 ngàn luôn nha. 700 ngàn luôn. Rồi, đổi cây luôn. Tiếp theo, mã số 24. Rồi, mã số 24 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Tàn này tàn thông lỡ nha cô chú anh chị. Tàn như núm gom vậy đó. Rất là dày dặn tàn. Rồi, thông số luôn đây. Rồi cái này chiều cao 1 mét nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Nói chung cộng đế thì tứ diện nha quý vị. Rồi hoành thân đang 15 nha cô chú anh chị. À, đế nó sắp tứ diện luôn. Lô này tại có cây chưa khui đó. Xay 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 nhẹ coi. Nó cộng đế chạy nó nổi chặt dữ dáo lắm luôn nha cô chú. Rồi này thoát thân nhiêu anh? Rồi thoát thân cả 1 tấc nha cô chú anh chị. Thoát thân tấc. Rồi giá luôn. Rồi mã số 24 em giao luôn cô chú anh chị là 650 ngàn luôn nha. Rồi đỡ cái luôn. Bao gồm phí ship trong này bao nha bà con. Phí ship luôn nha cô chú anh chị. Rồi lên tiếp theo. Mã số 25. Rồi mã số 25 cũng là cây trang đỏ lá nhỏ luôn nha cô chú anh chị. Tàn siêu mịn luôn. Đây. Ồ, form tàn hoa rực. Rồi thông số chi tiết luôn ơi. Rồi chiều cao 1 mét tán ngang 80 nha. Hoành thân chiếc thước. Hoành thân chiếc thước 14 nha cô chú anh chị. 14. Này
bò trúng cái cày rồi. À, trúng cày hả? 12 hoàn thành 12 cô chú anh chị ơi. Dương 12 tính 12. Cái này còn khui xuống được nha quý vị. À, này thoát thân khoảng 5 cm đi. Thoát thân 5 cm. Hoàn thành 12 nha quý vị. Rồi, giá luôn. Rồi mã 25 em giao luôn cô chú anh chị là 650.000 luôn ha. 650.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, lên tiếp. Mã số tiếp theo, mã số 26. Theo mã số 26 là cây tím sen nha cô chú anh chị. Tàn thông nha. Đặc biệt rất là mịn luôn. Còn phải nói là con tàn rất là dày dặn nè. Sập tay vô không đụng luôn. Rồi, thông số mã số 26. Rồi, mã số 26 chiều cao 1m1 nha. Tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Tím sen nha bà con. Tím sen. Hoa rất là ngọt luôn. Dòng này rất là sung nha. Rồi, hoành thân đây 12 nha cô chú anh chị. 13, 13. 13. Hoành thân 13 nha cô chú anh chị. Rồi, cái đế này chạc nha nè. Đế nó nổi đế luôn luôn nha. Này thông thân phản ăn tắt đi. Thông thân đế luôn. Rồi, giá lên đây. Rồi, mã 26 em giao luôn cô chú anh chị là 650.000 luôn nha. Rồi, đó cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 27. Vẫn là tím sen. Rồi, mã số 27 cũng là cây tím sen tàn thông luôn nha cô chú anh chị. Cây này đón đợt nụ rất là sai nha quý vị. Đây, đóng nụ rất là sai. Xây giáp luôn anh. Đây, bên đây nè. Hoa nụ rất là sai luôn. Lột kẹo bông. Hoa rất là ngọt. Giót đọt. Phôm tàn rất là mịn. Rồi, thông số luôn. Rồi, mã số 27 chiều cao 1m1 nha. Tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Cây này với cây nãy cũng cỡ trạng nhau ha. Nhưng mà đế chưa khui à. Cây này có đế nha. Rồi, hoành thân 13 của chú anh chị ơi. Này thất thân phản tắc luôn. Thất thân 1 tắc. Rồi, giá luôn đây. Rồi, mã số 27 em giao luôn cô chú anh chị là 600.000 luôn nha. 600.000. Rồi, đổ cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 28. Rồi, mã số 28 cũng là cây tím sen vàng thông luôn nha cô chú anh chị. Quá mịn luôn rồi. Rồi, mã 28 chiều cao 1m nha, tán ngang 70 nha cô chú anh chị. Rồi, hoành thân đây 13 nha. À, nguyên một cái củ đế chưa khui nha. Thoát thân 1 tắc nha cô chú anh chị. Xây cái hướng bên kia. Đây, củ đế nó nổi lên nha cô chú anh chị. Rồi, giá luôn đây. Rồi, mã số 28 em giao luôn cô chú anh chị là 550.000 luôn nha. Rồi, đỏ cây luôn. Mã số tiếp theo, mã số 29. Tiếp theo mã 29 là cũng cây tím sen luôn nha cô chú anh chị. Tàn đúng gom nha. Đây. Đó mà có vỏ nha cô chú anh chị. Cái lọp cái xương tàn rất là ok luôn nè. Mịn. Rồi, thông số luôn đây. Rồi, cái này chiều cao 80, tán ngang 70 nha. Cây tím lô tím sen đặc biệt một cốt và có thoát thân nha quý vị. Thân phản tắc. Rồi, hoành thân đây 12 nha cô chú anh chị. 12 là đo nhóm trên đó ha, mình đo cổ ghế dưới này là còn lớn nữa nha. Này thất thân tắt luôn đi. Thất thân 1 tấc. Rồi, giá mã số luôn đây. Rồi, mã số 29 em giao luôn cô chú anh chị là 450.000 luôn nha. Rồi, đó cây luôn. Lên tiếp theo, mã số 30. Vàng hường đọt xanh bông đậm. Mã số 30 cũng là cây vàng hường đọt xanh bông đậm nha cô chú anh chị. Cây này cái đế cũ nở nè. Này có gọng chữ C nha. Đây cho xem hoa nè, chi cành này về bà con bẻ ra ha, vô dây. Hoa rất là tươi. Rồi, rồi số 30 chiều cao 1m1 nha, tán ngang 70 nha cô chú anh chị. Lấy cái ai cắt cái cọng này cái. Chích một cái cọng này thôi. Rồi, được rồi, được rồi. Hoành thân đây chính nha cô chú anh chị. À, nguyên cái cũ nó chạc ra tới đây nè. Con thấy ha, nguyên cũ nè. Này thất thân phản trên tất đi. Rồi nguyên cái này nguyên cái nồi nó qua tới này. Để qua tới đây nha cô chú anh chị. Nó liền luôn nha. Nè. Rồi giá mã số luôn đây. Rồi mã số 30 em giao luôn cô chú anh chị là 600.000 luôn nha. 600.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Em bao cho cô chú vàng hường đậu xanh bông đậm luôn nha cô chú anh chị. Cứ an tâm chơi ha. Rồi lên tiếp theo. Rồi, mã số 31 cũng là cây vàng hường đậu xanh bông đậm luôn nha. Cây này đóng chi cành một chỗ rất là đều ha. Đây hoa nè.
đậm vậy nè, lên nụ rất là sai luôn. Đây chi cành nó đóng vậy nè, giữ cái đọt chủ trên rồi thông số luôn. Rồi, cái này chiều cao 1m1 nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị, thân trực thẳng đứng. Rồi hoàn thân đây 10 nha cô chú anh chị, cọng đế này cũng chưa khui, cái cũ nó nở chè bè dưới nè, đây cổ chẹt ra đây, có tan 2,5 tấc nha, cũ chẹt ra vậy đó. Rồi giá luôn đây. Rồi mã số 31 em giao luôn cô chú anh chị là 600.000 luôn nha. Rồi đổi cây luôn. Rồi mã số 32 cũng là cây vàng hường đọt xanh bông đậm luôn nha cô chú anh chị. Đây cái hoa nè, lô này nói chung lên rất là đậm nha. Rồi thông số luôn đây. Rồi mã 32 chiều cao 1m nha, tán ngang bản được 70 nha cô chú anh chị. Này mình về mình thích hợp vô dây ha, vô dây mình vô cái tàn ra là nó bự lớn, vô dây rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rồi hoành thân đây chính nha. Rồi mấy cái cọng đế nè, hôm nay nó chùi cọng đế ra tới đây nè. Này về mình trồng khỏe, mình xịt nước vô là cái cọng đế dữ dằn luôn. Rồi thoát thân luôn á, 2 tấc. Rồi thoát thân 2 tấc luôn nha cô chú anh chị. Rồi giá luôn. Rồi mã số 32 em giao luôn cô chú anh chị là 600.000 luôn nha. 600.000 luôn. Rồi xuống cây luôn. Lên tiếp theo mã số 33. Rồi, lên tiếp theo cũng là mã 33 nha. Cũng vàng hường đọt xanh bông đậm luôn nha. Nói chung cái form tàn đó thì nó tự nhiên về là nó ok rồi nha quý vị. Nè, đều gan cô lên hoa nè. Con tàn tại ta con tàn sẵn đó. Rồi thông số luôn đây. Rồi chiều cao 1m1 nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Bây giờ mình vô dây xương xương lại ha. Vô dây xương lại bẻ tàn xương rất đẹp nha cô chú anh chị. Này thành cây dù luôn. Rồi hoành thân chính nha. Đây cái củ này cũng chưa khui rồi nha quý vị. Thoát thân 2 tấc nha cô chú anh chị. Rồi giá luôn đây. Rồi mã 33 em giao luôn cô chú anh chị là 600.000 luôn nha. Rồi xuống cây giúp em luôn. Mã số tiếp theo, mã số 34, vẫn là vàng hường đọt xanh bông đậm. Ồ cây này có cái đế. Rồi mã 34 cũng là cây vàng hường đọt xanh bông đậm luôn nha. Đây, hoa nè. Rồi thông số luôn đây, phom tàn rất là đều rồi. Rồi này chiều cao 1m nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Này về mình vô dây lại ha, mình chia chi lại, phân chi lại. Rồi hoành thân đây 10 nha. Mình đo nguyên cái nồi giùm em ơi anh. Nồi đế nó 28 nha cô chú anh chị. Rồi rồi xe nhẹ đây, đây cái cổng đế nữa nè. Nó nằm nó ngoằn qua đây vậy nè. Rất là lực. Cái này thoát thân tất đi ha. Thoát thân 1 tấc. Rồi giá luôn đây. Rồi mã 34 em giao luôn cô chú anh chị là 600.000 luôn nha. Rồi xuống cây luôn. Lên tiếp theo. Dòng này là cái nguồn cây giống ở miền Nam mình là lấy cây giống từ miền Bắc là dân chấn Yên Bái nha. Nhưng mà nói chung là dòng đơn ta nha quý vị. Tại vì ở miền Nam nó có nhiều dòng hồng hường đỏ hường. Đây cái dòng này hoa nó vậy nè. Lá nó tựa tựa như lá mi cam nha. Đây nè, lá nó vậy nè, giống như mi cam vậy đó. Rồi đỏ ta, tính đỏ ta đi, chứ dòng này là nghi là dân chấn Yên Bái. Thông số luôn đây, mã số mấy? Mã 35 chiều cao 1m nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Phom tàn rất là đẹp ha, dòng này lá rất là sung nha quý vị. Mướt lá bự nè. Rồi hoành thân đây chính nha cô chú anh chị. Chính, này cũ chưa khui ha. Cũ chưa khui. Thoát thân sạch ha. Thoát thân sạch nha cô chú anh chị. Thoát thân như anh. Thoát thân 3 tấc nha cô chú anh chị. Đây, nó chia bóng tàn ra, chia rất là đều và đóng có. Đóng chi cành rất khéo nha cô chú anh chị. Chủ luôn. Rồi giá luôn đây. Mã số 35. Rồi mã số 35 em giao luôn cô chú anh chị là 500.000 luôn nha. Rồi xuống cây luôn. Tiếp theo mã số 36. Cũng nó luôn ha. Cũng nó luôn, em về được 2 cây nha cô chú anh chị. Đọt nó đỏ ha. Đọt đỏ mà cái hoa nó vậy nè. Cánh hoa rất là dày nha. Đây, mới nở nó vậy nè. Rồi thông số luôn đây. Rồi mã 36 chiều cao 1m nha, tán ngang 80 nha cô chú anh chị. Này về phom tàn này về vô dây là thành cây dù luôn nha. Thằng đây chính nha cô chú anh chị. Chưa khui đế ha. Chưa khui đế. Rồi cho cái thoát thân luôn. Này, đóng chi cành dăm cành rất là đều. Rồi thoát thân 2,5 tấc. Rồi giá luôn đây. Rồi mã 36 giao luôn cô chú anh chị là 500.000 luôn nha. Rồi xuống cây luôn. Lên tiếp theo mã số 37. Mỹ Hồng.
Rồi mã số 37 cũng là hồng ở bên Mỹ nha cô chú anh chị, tức là Mỹ hồng nha. Phong tàn cũng rất là tròn nha cô chú anh chị. Mỹ hồng. Bông hoa vậy nè. Phong tàn rất là đều. Này về mình vô dây là ok luôn á. Rồi, thông số luôn. Rồi mã 37 em giao luôn. Chiều cao 1m1 nha, tán ngang 1m nha cô chú anh chị. Chi cành vậy nè. Rồi hoành thân đây 8 nha. Để chưa khui ha. Để chưa khui. Thân lắc lộn nha cô chú anh chị. Rồi ba tắc nha cô chú anh chị. Có cái này chưa khui mà có cái cọng đế nó bỏ đây nè. Rồi cho giá lên đây. Rồi mã 37 em giao luôn cô chú anh chị là 400.000 luôn nha. Rồi 400.000 xuống cây luôn. Lên tiếp theo mã số 38 Mỹ hồng. Hết biết. Rồi mã số 38 cũng là cây Mỹ hồng luôn nha cô chú anh chị. Hết biết. Có được 2 3 cây rồi nha. Hết biết mấy cái hoa luôn ha. Hoa nè. Lên mấy cái chòm hoa này nở rồi chừng nữa là dữ dằn luôn nha. Rồi mã 38 chiều cao 1m1 nha. Tán ngang 90 nha cô chú anh chị. Vành thân trăm mấy. Rồi vành thân 28 nha cô chú anh chị. Thân một cốt rất là sạch. Thoát thân 2 tắc rưỡi nha. Để chưa khui, còn nguyên cái mặt bầu. Rồi giá luôn ơi. Mã số 38 em giao luôn cô chú anh chị là 350.000 luôn nha. 350.000. Rồi xuống cây luôn. Lên tiếp theo mã số 39 thân lắc lượng luôn. Rồi mã số 39 cũng là cây Mỹ hồng luôn nha cô chú anh chị. Cây luôn em, xây giáp đi tới cái hoa nở dừng lại cho em. Đây cái hoa nè, cánh nó to lắm nha quý vị. Nè. Rồi thông số luôn đây. Rồi mã 39 chiều cao 1m1 nha, tán ngang 1m nha cô chú anh chị. Thân rộng lắc lượng ha. Thân rộng lắc lượng nha. Hoành thân 8. Rồi hoành thân đây 8 nha cô chú anh chị. Chưa khui đế nha, đế này còn nguyên ghi luôn. Thoát thân 3 tắc rưỡi nha. Rồi giá luôn ơi. Rồi mã số 39 em giao luôn cô chú anh chị là 400.000 luôn nha. 400.000, bao phí ship toàn quốc bao sống luôn ha. Dạ bao sống bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Rồi clip luôn. Rồi clip cũng xin chúc cô chú anh chị xem kênh một buổi xem kênh rất là tràn đầy ý nghĩa ha. Và chọn cho mình được nhiều cây ăn ý nha. Hẹn rồi. Cô chú anh chị lại clip sau ha. Rồi. Dạ mến chào. Rồi. Thì nãy giờ mình có giao lưu báo giá cùng với anh Cường một số mặt hàng ha. Thì đây là cái dòng pháp lá ổi. Nói chung là cái cánh hoa nó là như vậy nè. Nó khác cái dòng pháp bình thường của mình nha. Lá thì bóng. Cánh cái chót này nó nhọn nha. Rồi, Pháp Thái TV kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, thành công. Hẹn gặp lại vào những clip giao lưu tiếp theo ha.